đô. Thì cây này thì Nam cũng trong cái quá trình để phục hồi cây, thì Nam cũng chia sẻ cho quý nhà vườn chúng ta về một cái vấn đề, những cái lưu ý để phục hồi cái vườn mít Indo con để cho cây nó nhanh phát triển nha. Về cái vấn đề thứ nhất á, thì cái vườn này ngày xưa trồng á, thì cũng trồng mô, thì bây giờ Nam cũng cho sấp mặt sấp đất nhẹ nhẹ lên nè, bắt đầu ốp xương xương vô này, làm cái mô dễ giả ở trên là xương xương này, đúng không? Cái thứ hai nữa, về cái vấn đề mà khi mà mùa mưa tới á, thì Nam cũng khuyên tất cả quý nhà vườn chúng ta nha, chúng ta cũng phải chổi cây dùng cho Nam nè, chổi cho nó cứng nè đó, để nó hạn chế cái vấn đề bị lật gốc nè. Cái thứ ba nữa là khi mà đối với trường hợp mà những cái vườn mà khi mà chúng ta trồng mà cây tầm khoảng từ 6 tháng á, 5-6 tháng 7 tháng đổ lên á, thì bắt đầu là cái cây đang hiện tại cái đà đang phát triển, thì giai đoạn này nó cần một cái nguồn dinh dưỡng để nó giúp cho cái cây của chúng ta nó nhanh phát triển nha. Thì cái vườn này thì Nam cũng mới vừa cho rải phân nè, rải phân hữu cơ nở nè, đây là hữu cơ con cá vàng, thì Nam cũng đang cho rải phân hữu cơ con cá vàng nè, thấy chưa? Thì một gốc này rải khoảng 300-400 gram thôi, không nhiều đâu, 300 gram cho một gốc. Thì rải xong rồi mình tưới ẩm ẩm dùm cho Nam, xong rồi bắt đầu cỡ khoảng 3-4 ngày sau á, thì mình sẽ tiến hành là tưới kích rễ lại. Tưới kích rễ là mình tưới cái thằng cái xô gel oxygen, gel oxygen cộng với cái ca cu kẽm, mình tưới kích rễ lại dùm cho Nam. Và ngoài ra chúng ta phải xịt thuốc dưỡng định kỳ. Dưỡng ở đây thì mình sẽ xịt lại gì? Bung đọt mít nè, amino nè, sâu nè, gầy nè. Đó, rồi. Và xen kẽ vô những cái đợt thuốc bệnh dùm cho Nam, như chẳng hạn là anh Win với siêu nắng, để làm gì? Để ngừa cái vấn đề bị nấm mắc cua. Như quý nhà vườn chúng ta thấy nè, khi mà chúng ta mùa mưa mà chúng ta không quản lý cái vấn đề nấm mắc cua thì nó gây hại rất là nhiều trên cái lá mít của chúng ta. Đây nè, đây là cái nấm của nấm mắc cua nè, chứ không phải là cái nhện đỏ nha. Nhện đỏ là cái tháng mùa mưa này là nó đâu có bị đâu, từ khi mà tháng mùa nắng á, nó bị nhện đỏ. Còn cái tháng mùa mưa này á, là thường cái lá mít Indo của chúng ta nó bị cái vấn đề nấm mắc cua đó. Thì đối với trường hợp mít thì chúng ta cứ định kỳ thôi, thời gian là cỡ khoảng 1 tháng 10 ngày thì chúng ta sẽ rải phân một lần. Thì cái cử vừa rồi, cử trước á, là mình đã rải cái hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với cái bu mát sa băng. Thì cử này á, thì Nam sẽ xen kẽ với một cử hữu cơ con cá vàng. Cử sau nữa, một tháng ngoài nữa thì bắt đầu là mình sẽ rải hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với cái bu mát sa băng. Thì chung là cứ xen kẽ với nhau. Và ngoài ra thì cứ khoảng 10 ngày đó mình cứ xịt dưỡng đọt dùm cho Nam cử, xong rồi mình sẽ xịt thuốc bệnh đó. Với cái lưu ý tiếp theo nữa là về cái vấn đề này nè, một số nhà vườn chúng ta, Nam thấy một số vấn đề nhà vườn chúng ta chưa làm được nè. Đối với trường hợp cái cây nè, cái gốc ghép ngày xưa nè, chúng ta nên cố gắng bẻ càng sớm càng tốt dùm cho Nam. Đối với trường hợp bẻ là mình phải lấy cái ngón tay nè, mình quẹt vô, mình đè vô trong thân nè đó, đừng có bẻ ra ngoài. Bẻ ra ngoài thì ở đây nó xước, tạo một cái vết thương. Đối với trường hợp cái cây nào cũng gì hết chứ nè, mình bẻ nè, nên nhằm mục đích là gì? Cho cái ngay chỗ cái thân nè, cái thân nó liền với cái gốc ghép này nhanh lên đó, để sau này nó không có bị gọi là bị chinh đó. Đó nè, hiện nay thì nói chung là bữa nay thì tương đối ổn rồi đó, bữa nay là cũng tạm ổn rồi đó. Giờ chủ yếu là mình cứ dưỡng đọt định kỳ thôi, xương xương thôi. Bữa nay thì nó cũng chinh đà, đang phát triển rồi nè, ổn rồi nè. Nhưng mà có điều là nấm mắc cua á, thường mùa mưa này nè nó gây hại á, là cái nấm mắc cua này gây hại làm cho cái cây của chúng ta nó quang hợp yếu nha, nó quang hợp rất là yếu luôn. Bởi vì ra quý nhà vườn chúng ta xen kẽ nhau, ví dụ như bữa nay mình xịt thuốc dưỡng đi, dưỡng độc đi, thì có khoảng 5-6 ngày sau á, mình xịt lại dùm cho Nam cái chai anh Win cộng với cái gói siêu nấm lại dùm cho Nam. Mình cứ định kỳ á, xen kẽ nhau để cho nó ngừa cái vấn đề mà bị và cái nấm mắc cua. Sao nó đỡ rồi, nấm mắc cua đỡ rồi, cũng đỡ rồi, nói chung cũng ok rồi. Nhưng mà có điều là một cái này nè, đây nè, với nhà vườn chúng ta chú ý nè, rải phân hữu cơ chúng ta đừng nên rải ngay cái cổ rễ kiểu này nha. Rải phân hữu cơ á, mình rải là mình rải ở ngoài theo cái tán lá dùm cho Nam nha, chứ đừng có rải kiểu này nha. Phân hữu cơ mà rải ập ngay chỗ cái cổ rễ không là cũng không tốt nha. Mình phải rải theo cái đường kính tán gì nè, mình rải xương xương ngoài đường kính tán gì nè đó. Thì đặc biệt ở đây á, thì cái hữu cơ con cá vàng của bên Nam á, thì nói chung là về cái hữu cơ cá vàng của bên Nam là cái thành phần hữu cơ nó cũng khá là cao, tầm khoảng từ 70-80%, và trong đó là nó có đạm lăng kali ít trong đó, và nó hỗ trợ thêm nữa là cái fluid và cái acid humic cho cái cây trồng của chúng ta để kích thích bầu rễ cho cây chúng ta. Ngoài ra thì xen kẽ nhau thì Nam cũng gãy cái hữu cơ quả cầu lửa 068 cộng với cái bu mát sa băng, thì cây cực kỳ nhanh phát triển. Thì hiện tại giờ quý nhà vườn chúng ta biết đó,
Thì đối với trường hợp cây mít á, thì chúng ta sử dụng cái dòng hữu cơ á, thì cái cây của chúng ta nó gọi là nó được bền hơn. Chứ nhiều khi mà chúng ta xài phân hóa học nhiều quá là cây của chúng ta nó dễ bị chết yểu, hay còn gọi là chết héo á, ngủ ngày á. Đó. Thì đó là những cái mà bà con nông dân ta cần lưu ý gì cho nào để chúng ta phục hồi cây, cái cây mít này cho nó nhanh phát triển nha. À, bữa nay nói chung là nó cũng ổn rồi, thấy chưa? Mai nó cũng đi đọt lại rồi nè, lá nó cũng phát triển lại nè. Thì còn về cái vấn đề tưới kích rễ á, quý nhà vườn chúng ta tưới cái xô gel oxygen á cộng với cái cao cu kẽm á, là mình sẽ tưới định kỳ cỡ khoảng tầm khoảng là 15 ngày, 15 ngày nửa tháng đó, chúng ta tưới kích rễ nó một lần để cho nó kích thích bộ rễ mới cho cái cây chúng ta nó nhanh phát triển nha. Chứ để nhiều khi mà mình cứ cho ăn phân mà chúng ta không lo cái bộ rễ thì cũng không được nha. Với hai nữa là cái vấn đề này nè, quý nhà vườn chúng ta lưu ý nè, chúng ta phải làm về giùm cho Nam nè, nè đi bẻ nè, thấy chưa? Bẻ vô á chứ đừng có bẻ ra là xước ngay chỗ này, cái tạo vết thương ngay chỗ này, sau này nó bị nấm hồng mà. Bởi vì ra là gì, chúng ta phải bẻ liên tục giùm cho Nam, tại vì ghét để nhanh nhanh đừng cho cái bo này nè nó liền với cái gốc ghép, chứ để sau này em chịu nó chinh quăng bên sau này gãy ở đây nè, nó gãy á. Cây nào cũng vậy á, quý nhà vườn chúng ta chú ý cho anh. Bữa nay nói chung là nó cũng đỡ lên nè, phục hồi cây lên nè. Đó. Nè, nó ổn rồi nè. Thì nói chung là về hữu cơ á thì mình sẽ cố gắng là trong vòng khoảng là cái gì? À, 1 tháng 10 ngày. 1 tháng 10 ngày thì bắt đầu là như cây này mình bẻ không được là đúng không? Nó còn hơi cứng quá. Thì quý nhà vườn chúng ta lấy cây cưa á, cây sứa á, chúng ta sứa bỏ đi. Đó, đặng cho cái bo này nè nó liền với cái gốc ghép nhanh lên nha. Rồi thì về cái vấn đề hữu cơ đó, thì ở đây á, thì khoảng 1 tháng 10 ngày thì mình sẽ gãi hữu cơ một lần. Đối với trường hợp cây này á, thì Nam đi hữu cơ mà chứ Nam không đi phân hóa học. Thì hữu cơ á, thì nhiều khi anh em hỏi Nam á, là hữu cơ á, thì nó cây nó lớn không, thì thật chắc là Nam thấy rồi, hữu cơ mình xài hữu cơ cây vẫn lớn bình thường. À, do ăn thua là gì, do cái vấn đề là gì, mình cứ kích rễ định kỳ khoảng nửa tháng là Nam sẽ cho tưới kích rễ định kỳ bằng những cái dòng xô gel oxygen cộng với cái cao cu kẽm. Cao cu kẽm để mục đích là gì, cho nó giúp cho cái bộ rễ của chúng ta nó khỏe, nó kháng khuẩn, hạn chế cái vấn đề bị thối rễ cho cái cây của chúng ta. Đó, về cái vấn đề tiếp theo nữa là về cái vấn đề mà xịt dưỡng đọt cũng rất là quan trọng. Đối với trường hợp y con này nè, chúng ta cần phải xịt dưỡng đọt liên tục lai gai dùng cho Nam cỡ khoảng 10 ngày 12 ngày đó, mình phun như bun đọt mít nè, amino nè, sâu gầy mình cứ xịt định kỳ, rồi khoảng 5-6 ngày sau mình xịt lại cái hàng siêu nấm 79 cộng với cái anh Win định kỳ để ngừa cái vấn đề bị nấm mắc cua trên cái cây chúng ta. Thì bữa nay thì nói chung là bữa nay là phục hồi lại, thì bữa nay nó thấy nó ổn rồi đó. Sau cái quá trình phục hồi cây thì bắt đầu bữa nay nó sung lại nè, nó phát triển lại, thì mình sẽ cho tưới nước định kỳ lại, giữ ẩm lại, xương xương lại, xong rồi bắt đầu là mình sẽ tưới kích rễ lại nha. Tưới kích rễ lại cho cái cây nó bắt cái bộ rễ ra, mới ra để nó ăn được cái lượng phân này nè, cái lượng phân mình rải nè. Thì chung là bữa nay thì sau cái quá trình phục hồi thì hôm nay thì nói chung là cũng ổn rồi. Nhưng mà vườn này thì Nam cũng cho xịt cái hàng anh Nguyên với siêu nấm lại mới được, tại vì bữa nay nó đang phát lên cái vấn đề bị nấm mắc cua hơi nhiều rồi nè. Nè, nấm mắc cua hơi nhiều rồi nè. Đó, thấy chưa? Này nấm mắc cua nè. Ừ. Nè. Đó, nhiều khi á mà quý nhà vườn của chúng ta không xịt nha, rồi giết từ từ cái lá này nè, nó bị nhiều đi, rồi nó nín cái đọt luôn, cái đọt này nó không phát triển luôn, nó nín cái đọt luôn á. Rồi thì nói chung là về cái quá trình phục hồi cây sau thu, sau cái phục hồi cây con á, thì hôm nay thì nói chung là về cái tình hình thì cây nó cũng khá là ổn rồi. Thì để Nam sắp tới đây thì Nam sẽ cập nhật thêm những cái video của cái vườn này thêm để gửi đến tất cả quý nhà vườn chúng ta nha. Thì Nam cũng cảm ơn tất cả quý nhà vườn chúng ta trong thời gian vừa qua cũng đã đăng ký kênh ủng hộ giùm cho Nam nha. Thì Nam sẽ tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật miễn phí cho quý nhà vườn chúng ta, đặc biệt thì anh em nào cần hỗ trợ kỹ thuật á thì cứ việc kết bạn Zalo hoặc là điện trực tiếp gửi hình ảnh hay gì đó qua cho Nam để Nam coi rồi Nam xử lý hỗ trợ tiếp nhà vườn chúng ta nha. Thôi Nam chào tạm biệt nha.